Chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục đi tìm hiểu một chương mới, đó là chương 6 Lượng tử ánh sáng. Ở chương 5, các em đã được học tính chất sóng của ánh sáng và các cái hiện tượng có liên quan đến ánh sáng như là nhiễu xạ, tán sắc, giao thoa. Vậy thì ánh sáng còn có tính chất nào và có thể gây ra được các hiện tượng nào nữa? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở chương 6 Lượng tử ánh sáng. Trước khi vào bài học hôm nay, các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất là một người đang bước vào gara và cánh cửa gara sẽ tự động mở lên. Hình ảnh thứ hai, đây là các tấm pin mặt trời. Và đây là những ứng dụng của tấm pin mặt trời ở trong một cái phòng giặt ở California. Thì những hình ảnh mà các em vừa mới quan sát, đó là những cái ứng dụng của các hiện tượng mà có liên quan đến ánh sáng. Các hiện tượng đó người ta gọi là các hiện tượng quang điện. Vậy thì hiện tượng quang điện là hiện tượng như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ học bài 30-31. Chúng ta sẽ có câu trả lời. Cấu trúc của bài học hôm nay gồm có những nội dung sau đây. Một là hiện tượng quang điện ngoài. Hai là định luật giới hạn quang điện. 3 là thuyết lượng tử ánh sáng, 4 là hiện tượng quang điện trong và 5 là pin quang điện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, một là mã hiện tượng quang điện ngoài. Sau này người ta gọi gọn là hiện tượng quang điện. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu về hiện tượng quang điện thì cô nhắc lại một cái kiến thức cũ đó là làm thế nào để các electron có thể bật ra khỏi tấm kim loại thì có hai cách. Cách thứ nhất là nung nóng tấm kim loại, hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron. Cách thứ hai là người ta bắn các ion vào kim loại. Như vậy, ngoài hai cách trên thì còn có cách nào để electron có thể thoát ra khỏi tấm kim loại? Thì một nhà bác học tên là hết ông đã làm một thí nghiệm. Thì thí nghiệm của ông như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Dụng cụ thí nghiệm của ông gồm các à, dụng cụ sau đây là tấm kẽm và tĩnh điện kế và nguồn hồ quang. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào quan sát tiến hành thí nghiệm. Các em hãy quan sát thí nghiệm sau đây. Ban đầu, người ta tích điện tích âm cho tấm kẽm thì thấy rằng Kim của tỉnh điện kế bị lệch một góc đáng kể. Khi mà cái kim của tỉnh điện kế này ở trạng thái ổn định, thì người ta sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Rồi khi người ta à, tiến hành thí nghiệm, thì các em hãy quan sát góc lệch của kim tỉnh điện kế này có thay đổi hay không. Đây là nguồn sáng hồ quang. người ta bật nguồn sáng hồ quang và cho chiếu vào tấm kẽm các em quan sát gấp lệch kim tĩnh điện kế chúng ta thấy rằng là gấp lệch này giảm dần như vậy thì trong thí nghiệm này chứng tỏ rằng là ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm thì gấp lệch của kim tĩnh điện kế bị giảm dần điều này được giải thích như thế nào chúng ta quan sát tiếp theo đây là cái mô phỏng của cái thí nghiệm mà lúc nãy chúng ta quan sát Bây giờ chiếu ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm thì các em thấy rằng các electron các electron của tấm kẽm đã bật ra khỏi tấm kẽm làm cho điện tích ở trên tấm kẽm này mất dần vì vậy mà gác lệch của kim tĩnh điện kế này cũng giảm dần vậy thì trong thí nghiệm này chúng ta thấy rằng là ánh sáng hồ quang đã làm bật các electron ra khỏi mặt tấm kẽm thì trường hợp này là tấm kẽm tích điện âm Vậy nếu như tấm kẽm tích điện dương thì có thu được cái quả tương tự hay không? Chúng ta tiếp tục quan sát tiếp theo. Khi tấm kẽm tích điện dương thì kim của tỉnh điện kế cũng lệch một góc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chiếu ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm. Các em quan sát. Chúng ta thấy rằng vẫn có điện tích âm electron ở đây bật ra khỏi tấm kẽm nhưng ngay sau đó nó bị hút trở ngược lại tấm kẽm vì là nó nhiễm điện trái giáo với tấm kẽm vì vậy mà cái tấm kẽm này là không mất điện tích do đó cái gắt lệch của kim tĩnh điện kế này không thay đổi tuy nhiên nói gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp này là khi có ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm thì vẫn có electron bứt ra khỏi tấm kẽm như vậy thì làm nhiều thí nghiệm tương tự người ta kết luận được rằng khi có ánh sáng hồ quang chiếu vào tấm kẽm thì sẽ có electron bứt ra khỏi tấm kẽm. Hiện tượng như thế người ta gọi là hiện tượng quang điện ngòi. Thì chúng ta đi qua phần hai nhỏ là định nghĩa của hiện tượng quang điện ngòi. Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngòi hay gọi tắt là hiện tượng quang điện. Nếu như chùm sáng hồ quang chiếu tới tấm kẽm bị chắn bởi một tấm thủy tinh dày thì hiện tượng quang điện có xảy ra không? Bây giờ các em sẽ quan sát thí nghiệm tiếp theo. Cũng tương tự như lúc nãy, người ta sẽ tích điện âm cho tấm kẽm và đồng thời kim của tĩnh điện kế cũng lệch một góc. Thì trong trường hợp thí nghiệm này, các em chú ý quan sát góc lệch của kim tĩnh điện kế có thay đổi hay không khi người ta đặt tấm thủy tinh à, giữa à, nguồn sáng hồ quang và tấm kẽm đây là tấm thủy tinh bây giờ các em quan sát gấp lệch chiếu ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm chúng ta thấy rằng do có tấm thủy tinh này gấp lệch này nó không có thay đổi nhưng khi lấy tấm thủy tinh ra thì gấp lại có thay đổi điều này được giải thích như thế nào chúng ta tiếp tục à, các em quan sát à, mô phỏng tiếp theo chúng ta biết rằng là trang chùm sáng hồ quang là có bức xạ tử ngoại và đồng thời là có ánh sáng nhìn thấy nhưng ở đây là có tấm thủy tinh mà thủy tinh thì hấp thụ mạnh bức xạ tử ngoại. Vì vậy, bức xạ tử ngoại không chiếu được đến tấm kẽm. Chỉ có ánh sáng nhìn thấy mới chiếu được đến tấm kẽm. Nhưng các electron ở đây không hề bật ra khỏi tấm kẽm. Do đó, điện tích ở trên tấm kẽm không thay đổi, nên góc lệ của kim tĩnh điện kế cũng không thay đổi. Như vậy, qua cái thí nghiệm này, chúng ta kết luận được rằng là ánh sáng tử ngoại thì có thể gây ra được hiện tượng quang điện cho kẽm, còn ánh sáng nhìn thấy thì không. Vậy thì chúng ta biết rằng ánh sáng nhìn thấy thì không gây ra được hiện tượng quang điện cho tấm kẽm. Vậy thì nó có thể gây ra được hiện tượng quang điện cho các kim loại khác hay không? Người ta làm các cái thí nghiệm bằng cách lặp lái các ánh sáng đơn sắc khác nhau chiếu vào các kim loại khác nhau thì người ta vẫn thấy có trường hợp xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu như mà bước sáng của ánh sáng chiếu vào có giá trị không lớn hơn một cái giá trị nào đó thì sẽ xảy ra hiện tượng quang điện. Từ đó, người ta đã xây dựng nên một định luật gọi là định luật giới hạn quang điện. Chúng ta qua phần 2 la mã, định luật giới hạn quang điện. Nội dung của định luật này như sau: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng lambda ngắn hơn hoặc là bằng giới hạn quang điện lambda zero của kim loại đó thì mới gây ra được hiện tượng quang điện nội dung của định luật này có thể biểu thị ở cái biểu thức ngắn gọn như sau đó là lambda bé hơn bằng lambda zero thì trong đó các em nhớ lambda là bước sóng của ánh sáng kích thích hay là bước sóng của ánh sáng chiếu vào tấm kim loại lambda zero là giới hạn quang điện của kim loại đó sau đây là bảng giá trị giới hạn quang điện của một số kim loại thì dựa vào bảng giá trị giới hạn quang điện này, các em thấy rằng giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 micromet. Quay trở ngược lại với thí nghiệm lúc ban đầu, thì ta nói rằng là bức xạ tử ngoại gây ra được hiện tượng quang điện cho tấm kẽm. Chúng ta có thể thấy rằng bức xạ tử ngoại là có bước sóng trong khoảng 0,38 micromet đến vài nanomet, cho nên có những vùng bức xạ tử ngoại có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện của kẽm nên nó có thể gây ra được hiện tượng quang điện cho kẽm. Còn ánh sáng nhìn thấy thì có bước sóng lớn hơn 0,35 micromet do đó nó không thể gây ra hiện tượng quang điện cho tấm kẽm. Tuy nhiên ánh sáng nhìn thấy thì có thể gây ra hiện tượng quang điện cho một số chất như là canxi, natri, kali hay là cesi. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại thì nó đặc trưng riêng cho mỗi kim loại đó thì định luật giới hạn quang điện này không thể giải thích được bằng thuyết sóng điện từ về ánh sáng do đó người ta mới đưa ra một cái thuyết gọi là thuyết lượng tử ánh sáng thuyết này như thế nào chúng ta qua phần ba la mã thuyết lượng tử ánh sáng trước khi thuyết này ra đời thì vào năm 1900 một nhà bác học tên là Max Planck ông đã đề ra một cái giả thuyết. Giả thuyết của ông có nội dung như sau: lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay là phân tử hấp thụ hay là phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf. Trong đó, f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay là được phát xạ. h là hằng số. Và cái lượng năng lượng hf này người ta gọi là lượng tử năng lượng, ký hiệu là epsilon. Như vậy, chúng ta có biểu thức là epsilon bằng hf. Trong đó, h được gọi là hằng số Planck và giá trị của nó được xác định bằng thực nghiệm và bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 run nhân dài. Thì dựa vào giả thiết Planck vào năm 1905, nhà bác học tên là Albert Einstein, ông đã đề ra được thuyết lượng tử ánh sáng, hay còn gọi là thuyết phô tông. Thì thuyết này có những nội dung sau đây. Một là ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phô tông. Ở đây có một khái niệm mới đó là phô tông. Các em lưu ý phân biệt phô tông không phải là proton và sau này khi nói tới ánh sáng thì các em sẽ nghĩ ngay đến đó là các hạt vô tông hay là chùm ánh sáng sẽ là chùm hạt vô tông. Nội dung thứ hai với mẫu ánh sáng đơn sắc có tầng số F, các vô tông đều giống nhau, mỗi một vô tông mang một năng lượng là HF. Nội dung thứ ba trong chân không, vô tông bay với tốc độ là 3 x 10 mũ 8 m trên dây dọc theo các tia sáng Nội dung thứ tư, mỗi lần một nguyên tử hay là phân tử phát xạ hay là hấp thụ ánh sáng thì chúng sẽ phát ra hay là hấp thụ một photon. Và một cái lưu ý là photon là chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có photon đứng yên. Thì đó là những cái nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thuyết lượng tử ánh sáng này để giải thích cái định luật giới hạn quan điện như thế nào chúng ta sang phần bổ nhỏ theo thiết lượng tử ánh sáng thì mẫu một photon mang một năng lượng là HS như vậy khi nó bị hấp thụ thì nó sẽ truyền toàn bộ năng lượng này cho electron còn electron thì nó liên kết chặt chẽ với các nguyên tử do đó nó muốn bứt ra khỏi liên kết thì nó phải được cung cấp một công để thắng lực liên kết đó thì công này gọi là công thoát a như vậy để hiện tượng quang điện xảy ra thì cái năng lượng mà nó nhận được phải là lớn hơn hoặc bằng công thoát nghĩa là chúng ta có hf lớn hơn hoặc bằng a thay f bằng c chia lambda chúng ta sẽ rút ra được biểu thức lambda bé hơn bằng hc chia a ta đặt tỷ số hc chia a bằng lambda zero thì chúng ta sẽ có được là lambda bé hơn hoặc bằng lambda zero thì đây là biểu thức trong cái định lực giới hạn quang điện trong đó lambda zero là giới hạn quang điện như vậy thì chúng ta đã sử dụng thuyết lượng tử ánh sáng đã giải thích định lực giới hạn quang điện như vậy thì qua cái phần học này chúng ta thấy rằng ngoài tính chất sóng của ánh sáng thì ánh sáng vẫn còn có một tính chất nữa đó là tính chất hạt vì thế người ta nói rằng ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt. Cho dù nó thể hiện tính chất nào đi chăng nữa thì bản chất của ánh sáng vẫn là điện từ. Thì ngày nay hiện tượng quang điện ngoài đã được thay thế bởi một cái hiện tượng quang điện đó là hiện tượng quang điện trong. Vậy thì hiện tượng quang điện trong là hiện tượng như thế nào? Chúng ta tiếp tục qua phần 4 la mã hiện tượng quang điện trong. Trước khi tìm hiểu về hiện tượng quang điện trong, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là chất quang dẫn. Những chất như là silic, germany, chì sunfua, chì telua. Những chất này có một cái đặc tính là khi không bị chiếu sáng thì nó dẫn điện kém hay là đóng vai trò là một điện môi. Khi được chiếu sáng thích hợp thì nó dẫn điện tốt. Những chất như thế người ta gọi là quang dẫn. Như vậy, sự dẫn điện của chất quang dẫn là có liên quan đến ánh sáng. Vậy thì chúng ta giải thích tính dẫn điện này như thế nào? Thì đây là cái mô hình mạng tinh thể silic. Các em thấy rằng mỗi một silic thì nó liên kết với các nguyên tử silic lăng cặn bởi các electron liên kết. Và ở trạng thái bình thường khi không có ánh sáng chiếu vào, các electron này liên kết rất là chặt chẽ với nhau do đó trong mạng tinh thể hầu như không có các hạt mang điện tự do vì vậy nó không dẫn điện bây giờ nếu như ánh sáng chiếu vào thì chúng ta thấy rằng là electron nhận được năng lượng cho nên nó bứt ra khỏi liên kết và trở thành một electron dẫn đồng thời chỗ nó thoát ra thiếu electron chừa ra một lỗ trắng thì chỗ này sẽ mang điện tích dương người ta gọi là lỗ trắng vậy thì chúng ta thấy rằng khi có ánh sáng chiếu vào chất quang dẫn thì sẽ tạo ra electron dẫn và đồng thời là lỗ trắng cùng tham gia vào quá trình dẫn điện vì vậy mà chất quang dẫn sẽ trở nên dẫn điện khi có ánh sáng chiếu vào thì hiện tượng như thế người ta gọi là hiện tượng quang điện trở chúng ta đi vào định nghĩa hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn, đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang điện trong thì được ứng dụng trong quang điện trở và trong binh quang điện. Thì phần quang điện trở các em về nhà đọc tham khảo và tìm hiểu trong sách giáo khoa. Ở đây cô và các em sẽ tiếp tục đi tìm hiểu binh quang điện. Năm là mã binh quang điện. Đây là hình ảnh tấm binh quang điện. Thì binh quang điện được à? khái niệm như thế nào? Nó là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Thì trên thực tế thì người ta hay gọi binh quang điện là binh mặt trời. Và hiệu suất của binh quang điện là chỉ vào khoảng trên dưới 10%. Cấu tạo của binh quang điện như thế nào? và hoạt động của chúng ra sao. Chúng ta tiếp tục qua phần 3. Binh quang điện là gồm có một uh, lớp bắn dẫn N. Phía trên lớp bắn dẫn N có phủ một lớp bắn dẫn loại P. Người ta tạo ra uh, bắn dẫn này bằng cách là cấy tập chất vào cái bề mặt của uh, bắn dẫn N. Phía trên bắn dẫn loại B là có một lớp kim loại mỏng, người ta gọi là lưới kim loại đóng vai trò làm điện cực. Phía dưới bắn dẫn N thì có một cái đế kim loại cũng đóng vai trò làm điện cực. Giữa bắn dẫn loại B và bắn dẫn N có một lớp gọi là lớp chặn. Lớp này ngăn không cho electron chạy từ bắn dẫn N sang bắn dẫn P và đồng thời cũng ngăn không cho lỗ trống chạy từ bắn dẫn B sang bắn dẫn N. Thì đây là cáo tạo của pin quang điện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động của pin quang điện. Nếu như chiếu một ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện vào cái lưới kim loại này, thì ánh sáng này sẽ đi xuyên qua lớp kim loại này, đi vào bắn dẫn loại B. Tại đây xảy ra hiện tượng quang điện trăng, tạo ra các hạt electron và lỗ trống. Các electron thì chạy từ bắn dẫn loại B qua bắn dẫn N còn lỗ trắng thì được giữ lại ở bắn dẫn lò b do đó kết quả là ở lưới kim loại thì nhiễm điện dương còn ở đế kim loại này thì nhiễm điện âm như vậy thì binh quang điện bây giờ đã có hai cực dương và âm ta dùng các dây dẫn nấu với các thiết bị hoạt động điện ở bên ngoài thì sẽ có dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm à, các em lưu ý là binh quang điện là có sức điện động là trong khoảng từ 0,5V đến 0,8V. Vậy thì pin quang điện có những ứng dụng nào trong đời sống? Chúng ta qua phần tiếp theo, ứng dụng. Thì pin quang điện là được ứng dụng để cung cấp điện sinh hoạt cho các nơi như là vùng sâu, vùng xa, hải đảo, ở những nơi mà mạng lưới điện quốc gia không thể kéo đến được. Ngoài ra, nó được ứng dụng trong các thiết bị như là máy đo ánh sáng, máy nước nóng, hoặc là thậm chí nó được gắn trên các vệ tinh và các phương tiện giao thông như là ô tô thậm chí là kể cả máy bay và đây là ứng dụng ở các tấm pin quang điện để chiếu sáng công cộng và kể cả những vật dụng rất là quen thuộc đối với các em như là máy tính bỏ túi hay là đồng hồ đeo tay Binh quang điện còn có rất là nhiều ứng dụng nữa nhưng thời lượng chương trình không cho phép cô chỉ giới thiệu một số ứng dụng điển hình các em có thể tham khảo thêm. Để củng cố lại cái phần kiến thức mà chúng ta vừa mới học thì cô tóm lại những nội dung như sau. Các em phải phân biệt được hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng khi ánh sáng chiếu vào kim loại Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu vào chất quang dẫn. Trong hiện tượng quang điện ngoài thì electron bứt ra khỏi mặt kim loại. Còn trong hiện tượng quang điện trong thì electron bứt ra khỏi mối liên kết ở trong chất quang dẫn. Nội dung tiếp theo các em cần nhớ đó là định luật giới hạn quang điện. Biểu thị cái biểu thức của định luật giới hạn quang điện đó là lambda bán bằng lambda 0 thỏa mãn việc thức này thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra. Trong đó, lambda zero là giới hạn quang điện là bằng HC chia A. Nội dung các em cần phải nhớ nữa là thiết lượng tử ánh sáng có bóng nội dung và trong đó các em lưu ý là năng lượng của một photon là bằng HF. Và cuối cùng là các em cần phải nắm cho được là binh quang điện có khái niệm như thế nào, cấu tạo hoạt động và ứng dụng của nó ra sao. Sử dụng các kiến thức này, các em hãy trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Một, hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi mặt kim loại khi a. Kim loại bị nung nóng, b. Kim loại bị chiếu sáng, c. Có ion đập vào tấm kim loại và d. Cho kim loại tiếp xúc với vật bị nhiễm điện. Thì dựa vào định nghĩa của hiện tượng quang điện ngoài, thì chúng ta biết rằng là khi chiếu ánh sáng vào kim loại thì electron sẽ bị bứt ra khỏi kim loại. Do đó chúng ta chọn đáp án là B. Câu số 2. Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 micromet. Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào tấm đồng, hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng đó có bước sóng là bao nhiêu trong bốn bước sóng sau. Thì cái này các em dựa vào định luật giới hạn quang điện Muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì lambda phải bé hợp bằng lambda zero. Ở đây người ta nói rằng là không xảy ra hiện tượng quang điện thì bắt buộc lambda phải lớn hơn lambda zero. Ở đây chúng ta có lambda zero là 0,3 micromet. Do đó trong bốn đáp án này chỉ có là đáp án D là lớn hơn lambda zero. Cho nên chúng ta chọn đáp án D. Câu tiếp theo. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Photon không tồn tại ở trạng thái đứng yên B. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có cùng năng lượng C. Trong chân không, photon bay với tốc độ 3 x 10 mũ 8 m trên dài Và D. Ánh sáng được tạo thành bởi các photon Thì các em dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng, chúng ta sẽ chọn ra được 3 đáp án đúng thì còn lại chúng ta sẽ có đáp án không đúng. Thì ba đáp án đúng đó là gì? A. Phô tông không tồn tại ở trạng thái đứng yên. C. Trăng chân không, phô tông bay với tốc độ 3 x 18 m trên dây. Và D. Ánh sáng được tạo thành bởi các phô tông. Vậy đáp án không đúng sẽ là đáp án B. Vậy thì đáp án này sai chỗ nào? Thì các em lưu ý ở đây người ta nói rằng phô tông của các ánh sáng đơn sắc khác nhau. Mà các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì tần số khác nhau, do đó photon nó sẽ không có cùng năng lượng. Chúng ta sang câu tiếp theo. Khi xảy ra hiện tượng quang điện trăng, electron sẽ bị bứt ra khỏi a bề mặt kim loại, b mối liên kết trong mạng tinh thể kim loại, c bề mặt của chất quang dẫn hay là d mối liên kết trong chất quang dẫn thì chúng ta lưu ý hiện tượng quang điện tram chỉ xảy ra đối với chất quang dẫn do đó chúng ta sẽ loại đáp án A và B đáp án C và D thì các em lưu ý là hiện tượng quang điện tram là chỉ làm các electron bứt ra khỏi mối liên kết mà thôi do đó chúng ta sẽ chọn đáp án là D câu 5 một bức xạ điện từ có bước sóng là 0,2 x 10 mũ trừ 6 mét năng lượng phô của bức xạ đó là bao nhiêu trong bốn đáp án A, B, C và D. Thì chúng ta biết rằng năng lượng của phô tông là epsilon bằng h nhân f. Ta thay f bằng c chia lambda. Trong đó h là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34, c là 3 nhân 10 mũ 8 và lambda là chúng ta đã có là 0,2 nhân 10 mũ trừ 6. Thay vào chúng ta sẽ ra được kết quả là 9,9375 x 10 mũ trừ -19 J thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Câu số 6. Một kim loại có công thoát electron là 7,2 x 10 mũ trừ -19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng lambda 1 0,18 micromet, lambda 2 0,21 micromet, lambda 3 0,32 micromet, lambda 4 0,35 micromet. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bức xám là A. Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 B. Lambda 1, Lambda 2 C. Lambda 2, Lambda 3, Lambda 4 Hay là D. Lambda 3 và Lambda 4 Thì để, để trả lời được câu hỏi này thì các em dựa vào dự kiện của đề bài cho là công thoát electron là 7,2 x 10 mũ trừ 19 Joule. Đây chính là A từ A chúng ta sẽ suy ra được lambda zero và chúng ta tính được là bằng 0,28 micromet lambda zero chính là giới hạn quan điện của kim loại mà chúng ta đang xét vậy thì để hiện tượng quan điện xảy ra thì lambda phải bé hơn hoặc bằng lambda zero thì dựa vào đề cho thì chúng ta thấy rằng là chỉ có lambda 1 và lambda 2 nhỏ hơn 0,28 micromet Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Thì bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một tuần học vui vẻ và học tập thật tốt. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau.